Em cho lên sóng chiếc xe Isuzu Highlander 7 chỗ máy dầu nhá. Con này là 7 chỗ máy dầu. Đấy. Và đây con này là màu đen. Đấy, biển thì biển 61 tên tư nhân. Chính chủ luôn. Đăng ký tên tư nhân chính chủ luôn, chủ má đầy đủ nhá. Rút hồ sơ nhanh gọn. Rút hồ sơ nhanh gọn nhé, bao hồ sơ, và nếu bác nào ở xa thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển nhé cho các bác. Xe màu đen máy dầu. Và con này là 7 chỗ nhé. Đấy, xe rất là đẹp. Xe không bị đâm đụng, không bị va chạm, không bị ngập nước. Nói chung là không có lỗi. Anh chị em mua xe này về chỉ việc là đổ dầu chạy thôi, không phải làm gì hết. Mà dầu các bác biết là dầu rất là kinh tế và rất là tiết kiệm, đúng không ạ? Chiếc xe này chỉ hết có mấy lít dầu thôi, tầm khoảng 7 lít dầu thôi. Rất là, mà dầu rất là rẻ, đúng không ạ? Cho nên là một chiếc xe 7 chỗ như này là quá phù hợp so với lại thị trường bây giờ. Đấy, mà giá chỉ có hơn 100 triệu thôi. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em để biết giá chi tiết nhé. Thân vỏ rất là đẹp luôn. Máy chất 4 lốp gần như là mới. À, 4 lốp đây ạ. 4 lốp rất là đẹp. Đấy, đây là thân vỏ của chiếc xe đây. Dán tem rồi nhé. Màu đen đã được dán tem cho nên là chiếc xe nhìn nó sẽ... Nhìn nó bắt mắt hơn. 7 chỗ nhưng mà rộng hơn cả Innova nhé các bác nhé. Chiếc xe này ngồi rất là thoải mái, rất là rộng. Điều hòa hai dàn nguyên bản luôn. Na răng đúc nguyên bản hết. Với tầm tiền chỉ có hơn 100 triệu thôi mà là máy dầu, đúng không ạ? Thì các bác biết được là ít có được con xe nào với tầm tiền như vậy mà lại dòng xe là dòng xe Nhật, đúng không ạ? Dòng xe Nhật mà lại tầm tiền như vậy thì các bác biết là rất là ít có, đúng không? Đấy, chiếc xe này thì nó còn rẻ hơn cả chiếc Innova Z mà đã chạy taxi ra rồi. Chỉ với hơn 100 triệu thôi nhé. Đấy, đây là táp lô của chiếc xe Isuzu Highlander đây. Nội thất rất là đẹp nhé, mà còn rất là nhìn nó không bị nhàu. Chiếc xe này nhìn còn rất là đẹp. Đây các bác biết này, em quay trực tiếp luôn và quay gần sát cho các bác xem cảm nhận về cái độ đẹp, độ chất của chiếc xe Isuzu này. Cần số đã, củ số thì đã được sơn vân gỗ nhé. Và cái chỗ phần táp lô này đấy cũng đã được sơn vân gỗ rồi. Âm thanh hay. Điều hòa hai dàn mắt lạnh nhé. Điều hòa hai dàn mắt lạnh luôn. Đây là phần táp lô của xe. Đây là trần nhé. Dàn thì được nằm ở cái khoang đằng sau kia. Kia là dàn lạnh nhé. Dàn lạnh thì thổi ra hai bên. Phần ghế thì các bác mua về không cần phải làm gì nhé. Ghế vẫn rất là đẹp. Đã được trang bị hai cái gối đầu rồi. Đây là cái cánh đằng trên bên cánh đằng trên bên bên phụ nhé. Đây. Các bác có thể đứng ở bên đây quay. Đây là phần đằng sau của chiếc xe. Biển cũng khá là đẹp. Nếu bác nào ở ở trong khu vực mà gần
gần khu vực cái biển 61 rồi đấy, thì các bác mua về thì không cần sang tên luôn, chỉ cần được công chứng là cũng đã được rồi đúng không ạ? Nhiều người người ta cùng biển người ta không cần sang tên mà. Đây là cái táp ly đằng sau bên bên lái của xe các bác nhé. Đây em quay thêm nội thất đứng từ bên bên tài này em quay sang. Ánh sáng bây giờ thực ra là nó cũng không được tốt lắm vì là nó đang phản chiếu ánh sáng ánh nắng. Đấy. Ghế đây. Đây là hàng ghế đằng sau nha các bác nhé. Ghế đằng sau ngồi rất là rộng rãi, ba người lớn ngồi thoải mái. Đây là trần. Đây là lốp của xe nhé. Lốp của xe rất là đẹp. Và lốp ở dưới là người ta đặt ở dưới gầm. Lốp dự phòng đấy. Đấy. Rồi đây là lốp đằng trên này. Lốp trên nhé. Bây giờ em quay luôn cái phần máy cho các bác xem. Máy rất là sạch sẽ, khô ráo này. Hiện tại thì em đang để ở trước cửa bãi xe, đang để ở trước cửa bãi xe anh em. Đấy, để trước cửa bãi. Vì cái cây này nó rụng mà, vừa mới để xong nó đã rụng rất là nhiều luôn này. Nó rụng vào đây. Đây em quay phần máy, quay chi tiết các bác xem nhé. Máy dầu nhưng mà lỗ rất là êm. Nói chung là về máy thì các bác khỏi bàn luôn, vì máy không có vấn đề gì cả, máy chạy rất là tốt. Nói chung là máy ngon, máy tốt, lỗ êm, chạy bốc, không bị đổ hơi, không bị khói xanh, khói đen gì cả. Đây là điều hòa, đây là cục lốc điều hòa này. Điều hòa đây là cái chỗ này là phân chia ra làm hai dàn lạnh đây. Điều hòa hai dàn mắt lạnh luôn nhé. Đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2019. Đấy, vừa rồi em cũng quay một vòng cho các bác xem chiếc xe Isuzu Highlander. Đấy. Thì chiếc xe này đấy, các bác đến xem xe cảm nhận về cái chất lượng của nó nhé. Bác nào ở xa thì đảm bảo các bác luôn là xe về là chỉ việc đổ dầu chạy thôi, không phải làm gì hết, không phải sửa chữa gì. Đấy. Và cũng xe không bị tai nạn, không bị đâm đụng, không bị ngập nước, không thủy kích. Đấy, và đặc biệt là chiếc xe này không han mọt nhé. Đời 2004, đăng ký 2005. Xe 7 chỗ không niên hạn sử dụng. Đấy. Tên tư nhân chính chủ luôn, sang tên bình thường. Bác nào ở xa thì bên em sẽ hỗ trợ hồ sơ và vận chuyển, hỗ trợ cả vận chuyển nữa.